biến hóa bất ngờ. Đêm tranh tài tiếp theo của bảng B sẽ là ba cuộc hóa thân đầy thú vị. Một ngôi sao nhạc trẻ với con đường ca hát gần 30 năm. Là anh cố chấp yêu em dù không thể nào anh ơi. Một nghệ sĩ nổi bật của dòng nhạc trữ tình với lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Về phương Nam lắng nghe cung đàn thổn thức dòng dưới trăng mơ mà. Một thần tượng giới trẻ với hàng loạt ca khúc hit. Lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Ai sẽ mang đến màn biến hóa bất ngờ nhất? Em đã tái hiện hình ảnh tôi rất là xúc động ấy, vì tôi nhớ là người bạn rất là thân thiết của mình. Đón xem biến hóa bất ngờ vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 8 tháng 8 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 9 tháng 8 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.